Xin chào tất cả bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hội Bất Động Sản Miền Nam. Hôm nay mình sẽ review cho bà con tham quan một căn nhà thiết kế mới, một lầu một trệt, với diện tích là ngang 5, dài 15, vị trí rất là ok, đắc địa. Mà tiền này mọi người có thể kinh doanh buôn bán nhé. Nhà vừa hoàn thiện xong, rất là mới luôn. Được thiết kế 3 phòng ngủ, có sân đậu xe hơi luôn nhé. Bố trí rất là thông minh. Mời quý vị, anh chị, quý bà con cùng em review tường tận căn nhà này. Có cái thứ gì đặc biệt thì mình cùng thảo luận trong cái video này nhé. Mọi người cho em xin nhận xét ở phần bình luận bên dưới. Cái nhà này á, có mặt tiền đường trước nhà là 17m này. Mọi người thấy này, nguyên cái vỉa hè trước nhà mình được sử dụng là 4m, bên kia 4m nữa kìa. Rồi lòng đường ở đây sẽ là lòng đường 8m, 9m nhé. Đường này đường phân khu, trục đường chính của cái khu vực này. Tương lai là sẽ có con đường lớn bắc qua đây, cho nên là cái đường này nó phải làm lớn hơn và phải làm hoàn thiện trước. Đó. Đây mọi người thấy ở quanh đây dân cư ở kín mít hết nhá. Và nhà này em đang rao bán tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương. Đường này là đường PKV 10, đường phân khu 10 nhé bà con. Sẽ có tuyến đường lớn bắc qua đây. Đó. Đây là phần mặt tiền trước nhà nhé bà con. Mình sẽ review cho bà con tham quan trước nhà một chút. Vì là nhà bán cho nên là em sẽ review cái khu dân cư xung quanh cho bà con tham quan. Đây mọi người thấy không? Mọi dân cư về ở rất là đông đúc rồi nhá. Đèn điện, đường chiếu sáng rất là tuyệt vời luôn. Đường xá to, đẹp, sạch sẽ. Tọa lạc ngay gần ngã tư Bình Chuẩn luôn bà con nhá. Ai mà đi coi nhà liên hệ với em Phương lên tới ngã tư Bình Chuẩn rồi em ra em đón. Đó. Thổ cư ở đây sẽ là 100%, sổ thì sẽ là sổ hồng riêng nhé bà con. Vị trí rất là đẹp, rất đắc địa luôn. Ở đây mọi người có thể kinh doanh buôn bán nhỏ nhỏ, thoải mái. Đây là phần tiền mặt tiền trước nhà. Quý vị, chị, quý bà con nào mà thấy đẹp ấy thì có thể áp dụng xây theo nhé. Đây là phần mặt tiền, kết cấu mặt tiền trước nhà. Đó, vị trí rất là đẹp, rất là đắc địa, đường xá to đẹp. Container ra vào thoải mái luôn. Rất thích hợp cho gia đình nào mà làm vận tải thì khu vực này xe ra vào rất là ok luôn nhé. Rồi tương lai sẽ ra mặt tiền đường nhà nước luôn. Tại vì mặc định của nó đang là đường phân khu 10 của nhà nước rồi. Đó. Đây là phần mặt tiền trước nhà nhá. Ai mà thấy đẹp thì cho em xin nhận xét ở phần bình luận bên dưới. Thiết kế với 3 mái, một mái lớn, hai mái nhỏ nhá. Gọi là mái mẹ bồng mái con đi. Rồi có ban công đua ra ngoài thêm 1m2 nữa. Đó. Bên ngoài thì còn có một lớp cổng sắt ở phần bên dưới phòng khách và gara để xe. Bên trong sẽ có một lớp cửa cuốn nữa nha bà con, một lớp cửa cuốn nữa, cho nên là rất là an toàn. Khu này an ninh rất là tốt nhá. Đây mọi người thấy này, tôi đến thì trẻ con này ra ngoài này đi chơi thì rất là tuyệt vời rồi đấy. Rồi sáng sớm ra dân tỉnh đi lại tập thể dục thì không còn gì tuyệt vời bằng nhá. Từ đây ra tới chợ thì có khoảng đậu 700-800m thôi, rồi ra trường học cũng khoảng đậu 700-800m. Ngay gần chợ Hải Mỹ, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương. Và gần trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn, cũng gần, rất là gần. Đấy, quý vị chị nào mà có nhu cầu đi coi nhà, mua nhà để ăn cư lập nghiệp thì liên hệ với em Phương nhá. Đây là một căn nhà rất là mới, thiết kế với diện tích là ngang 5, dài 15m, 75m2 nhân cho 2 sàn sẽ là 150m2, cộng với cái ban công đua ra ngoài được 1m2 nữa, gọi là được thêm 7m nữa nhé. 157m2 sử dụng tất cả. Nói chung là với một cái diện tích là 157m2 thì rất là ok rồi. Mình có thể sử dụng đầy đủ các công năng. Bên ngoài đây là gara để xe, sân để xe nhé bà con. Sân để xe. Đó. Sân để xe. Tuy là cái không gian gara để xe nhưng mà bên anh em Hội Bất Động Sản Miền Nam cũng không quên chăm chút cho cái không gian này. Gara để xe này. Đây là một cái những cái đường chỉ phèo được trang trí thêm, rồi tô thêm các điểm nhấn trên các hoa văn. Đó, đèn chùm rất là đầy đủ luôn, đèn led soi cho sàn. Rồi bên trong này sẽ là không gian phòng khách, thì như thường lệ ngăn cách giữa không gian của cái sân ấy với phòng khách sẽ là một cái bậc cấp được trang trí như thế này, tạo thêm điểm nhấn cho không gian giữa phòng khách và gara để xe cho có sự khác biệt. Quý vị anh chị, quý bà con nếu mà có nhà có khách ý,
mà khi mà đãi tiệc nhiều người ấy, thì có thể ngồi từ trong ra ngoài vô tư thoải mái nhé. Bên đây thì thiết kế cầu thang để dọc về một bên nhà, đó sẽ góp phần tăng thêm diện tích cho cái không gian phòng khách này. Chứ nếu mà để không gian cái cầu thang này mà giữa nhà thì chắc chắn là một điều là sẽ hơi chật một tí. Đấy, cho nên là bên mình thiết kế thi công để sang một bên nhà. Đây là một cái xu hướng rất là hiện đại, rất là mới và nhiều nơi, nhiều công trình áp dụng làm theo. Đây là cái mẫu trần cho không gian phòng khách như mọi người thấy này. Cũng có chỉ phào rồi đèn led, đèn chùm. Riêng cái căn nhà này thì cái không gian này vừa có đèn chùm này vừa có quạt tích hợp chung với nhau nhé bà con. Đấy, tích hợp chung với nhau. Quạt đẹp, rất là đẹp. Vừa sáng cho cái không gian phòng khách mà lại vừa mát mẻ cho cái không gian phòng khách này nữa. Bên này mình có trang trí thêm một cái bức nhấn. Bức nhấn này được đóng các tấm plastic gỗ và plastic vân đá, giả đá. Để cho tăng thêm cái vẻ hoành tráng cho không gian phòng khách này nhé bà con. Rất là đẹp, quý vị chị nào mà thấy đẹp thì có thể áp dụng làm theo nhé. Cái chi phí cái này thì nó cũng rẻ thôi, tầm 600 mấy một mét vuông thôi, không có mắc lắm đâu. Rồi đây, như mọi người thấy thì cái không gian phòng khách này sẽ được ốp nát đa bóng kiếng với cái kích thước khổ gạch là ngang 80 vuông đi. Đó, 80 vuông. Cái không gian này á, gầm cầu thang này mọi người có thể tận dụng để kệ tivi, đúng không? Để kệ tivi. Rồi nói chung là không gian giải trí. Ở đây là một cái bậc cấp này. Đấy, cho quý vị chị, quý bà con nào mà có thích về làm thêm những cái nam dọc, nam gỗ để che bớt cái phần bụng cầu thang nặng thì cũng rất là hợp lý nhá. Và rồi, em sẽ đưa mọi người đi về phía sau căn nhà này. Phía sau căn nhà này em giới thiệu cho quý vị chị, quý bà con nhé, là cái không gian của cái cầu thang này ấy, là sẽ có một cái bậc đề ba để lên trên đi ra ngoài nhé bà con. Cái không gian của cái sân này ấy, là ngang 5m, ngang 5m và sâu vô là 4m rưỡi. Còn lại sẽ là không gian của phòng khách và nhà bếp thông suốt với nhau. Đó, mọi người thấy có một không gian rất là rộng rãi luôn. Và mình bật mí một chút, giá bán cho căn nhà này là 2.950.000.000 nhé bà con. 2.950.000.000. Mọi người sẽ sở hữu một căn nhà VIP như thế này. Trước mình có review một căn y chang như thế này, cũng 2.950.000.000. Nhưng mà căn đó mình bán rồi nhé bà con. Hiện tại căn này thì đang còn này. Đó, có một chút gì đó này là giống nhau. Bên trong này sẽ là không gian của nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này có bồn cầu, vòi tắm sen, labo rửa mặt đầy đủ hết. Phía sau có cửa thoát hiểm, có cửa gió, cửa sổ để lấy gió trời và cái lối rửa. Đây là không gian đi lên trên này, cầu thang đi lên trên nhá. Cầu thang đi lên trên, cầu thang ở đây sẽ xài tay vịn gỗ, ở đây sẽ là gỗ thịt. Kính ở đây sẽ là kính cường lực nhé. Trụ này, trụ con này sẽ là trụ inox. Có ốp gỗ này, có ốp gỗ này nhé. Đó. Trên đây xài gạch 60x60. Xài gạch 60x60 luôn. Và bên ngoài đây mình sẽ có một phòng thờ. Phòng thờ. Còn gia đình nào mà không làm phòng thờ thì có thể tận dụng không gian này làm không gian sinh hoạt chung nhé. Có ban công nhìn ra phía trước. Đây là những cái bông gang này, bông phơ gang. Cái lan can này là có những bông gang trang trí nhé. Đây mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Trên đây đứng nhìn xuống rất là mát mẻ. Góc đây có mấy căn hai mặt tiền đang thi công. Mọi người thấy không, dân cư ở đây ở kín mít hết. Đó. Em sẽ zoom xa ra cho bà con tham quan ở phía trước. Đấy, mấy cái nhà phía trước kia kìa. Đó, có cái nhà mà mày thái ở hai cái nhà đôi. Đó, hai cái đấy là trước em xây dựng nhưng mà đã bán rồi nhá. Còn cái căn này thì đang bán này, căn cái căn cột màu cam á. Cái căn đấy đang còn. Góc hai mặt tiền này đang xây dựng. Vị trí rất là đẹp nha bà con. Đấy, ai mà thích thì có thể liên hệ với em Phương để đi coi nhà. Đường xá to đẹp như thế này nhá. Đấy mọi người thấy không?
đường xá rất là to đẹp. Rồi ok, em sẽ review cho bà con tham quan cái không gian nghỉ ngơi. Đầu tiên sẽ là phòng ngủ số 1. Phòng ngủ số 1, cửa ở đây sẽ xài cửa gỗ nha anh em. Cửa đây sẽ xài cửa gỗ này. Đó. Trần cũng có đèn đóm đầy đủ hết. Cái không gian phòng ngủ này á, thì nó có diện tích như mọi người nhìn thấy này. Ở đây sẽ là bốn viên gạch. Bốn viên gạch 80x80, 32x32, 34x34. Nhìn cái 3m rưỡi gì đó. Rất là rộng rãi. Nói chung là đủ dùng rồi. À, CD máy lạnh này. Rồi kia là đèn đóm đầy đủ hết này. Dây chờ điều hòa này. Đủ hết nhá. Bà con về chỉ có cắm điều hòa thôi, không có phải làm thêm cái gì cả. Đây, đây sẽ là không gian phòng ngủ số 2. Có cửa sổ nha, có cửa sổ, mọi người đừng có bảo là bí bách nha. Có cửa sổ hết đó. Đây sẽ là phòng ngủ số 3. Trên này, à, trên này. Đấy, mọi người theo, trên dưới này. Rất là rộng rãi. Phòng ngủ này thì cũng như phòng ngủ kia thôi. Đây là phòng ngủ số 3 nha anh em. Phòng ngủ số 3 này. Đó, phòng ngủ số 3, như phòng ngủ số 3 thì cũng thế thôi. Đấy. Đây sẽ là nhà vệ sinh phần cuối này. Vệ sinh phần cuối nha. Nhà em sổ hồng riêng đi đủ hết. Giá 2.950 bà con nha. 2.950. Hỗ trợ ngân hàng lên đến 70% luôn nha. Quý vị chị nào mà đi mua nhà liên hệ với em Phương nha. Số điện thoại của em ở trên màn hình. Mọi người liên hệ trực tiếp với em. Cảm ơn bà con đã coi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín nha. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông để luôn cập nhật những video mới nhất. Và cho em xin nhận xét ở phần bình luận bên dưới về mẫu nhà này nhé. Giá bán 2.950 bà con nhé. Xin chào.